xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của hải à, nội dung trong video này mình sẽ cập nhật cái tốc độ khai thác của b network mới nhất tháng 8 nha các bạn thì uh, trong tháng này có một điều kỳ lạ đó là tốc độ b network đó là tăng chứ không giảm nha các bạn thì uh, trong lịch sử của b network á, theo cá nhân mình nhớ hình như có uh, một hai lần gì đó là tốc độ khai thác nó tăng nha các bạn và tháng này cũng là một tháng đặc biệt đó là tăng thì cái điều này này cũng là dễ hiểu thôi các bạn. Khi mà cái số lượng người khai thác càng giảm á, cái tài khoản khai thác càng giảm á, người ta kiểu bình thường là 24 giờ người ta vào bấm khai thác một lần, nhưng mà hiện tại thì có thể 3 4 ngày người ta bấm khai thác một lần luôn các bạn. Thì cái số lượng người khai thác càng giảm thì cái tốc độ khai thác của nó lại càng tăng lại nha các bạn. Đây là một điều dễ hiểu thôi. Thì à, à, cái này cho chúng ta thấy cái điều gì các bạn? tức là cộng đồng hiện tại cũng đang đó là hết kiên nhẫn đối với B Network rồi các bạn. Thậm chí lúc trước nhiều người rất là siêng năng cứ sau 24 giờ vào bấm khai thác một lần, nhưng mà hiện tại thì họ có thể bỏ bê thậm chí hai ba ngày, ba bốn ngày họ mới vào vào bấm một lần nha các bạn. Rồi và cụ thể tốc độ khai thác B Network của tháng này đó là tháng 8 là 0.0048848. Đây là tốc độ khai thác cơ bản nha các bạn. Và mình cho các bạn xem tốc độ khai thác của tháng trước nha. Đây tốc độ khai thác của tháng trước là 0.0040 nha các bạn. Đây còn này là 0.0048 nha. Thì tháng này nó lại tăng nha. Tháng 8 nó lại tăng hơn tháng 7 nha các bạn. Rồi và với tốc độ khai thác cơ bản như thế này mình sẽ tính cho các bạn xem trong vòng một tháng nếu mà các bạn khai thác với tốc độ cơ bản các bạn sẽ nhận được bao nhiêu cái đồng bi nha. Đây là tốc độ khai thác 1 giờ nè. Mình uh, tiến hành nhân cho 24 nha các bạn. Nó sẽ ra tốc độ khai thác trong một ngày. Một ngày chúng ta chỉ có thể khai thác được 0.117 cái đồng bi mà thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhân cho 30 nó sẽ ra tốc độ khai thác cơ bản trong một tháng nha các bạn. À, một tháng chúng ta chỉ khai thác được hơn 3.5 cái đồng bi nước quốc mà thôi thì bi hiện tại là rất là khan hiếm rồi các bạn nhưng mà cái khan hiếm hay không hiện tại cũng không còn quan trọng nữa các bạn quan trọng là khi nào bi được may nếp mở thì uh, theo cái lộ trình của bico Team, cũng như Nicolas đã thông báo đó là vào cuối năm 2024 nha các bạn nhưng năm mà đây chỉ là cái đó là cái kế hoạch thôi còn nó có đạt được kế hoạch hay không đó là một chuyện khác nha nó có thể đạt được kế hoạch vào cuối năm 2024 nếu như mà nó đủ các điều kiện. Còn nếu mà nó vẫn chưa đạt các đầy đủ các điều kiện thì nó có thể kéo dài sang năm 2025 và hơn thế nữa. Nói chung là hiện tại nó là chưa có một con số chắc chắn ngày giờ cụ thể nha các bạn. Thì hiện tại chúng ta cứ việc khai thác tiếp tục khai thác thôi các bạn. chứ nó cũng không có cái thông tin gì mới nha các bạn. Và hiện tại bạn nào chưa khai thác B Network thì mình sẽ để cái đường link đăng ký bên dưới phần ghi bình luận nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.